Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học TypeScript bài số 3. Và bài này chúng ta sẽ cùng học về biến và hằng, cách định nghĩa và cách sử dụng. Giống với các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác thì biến và hằng của TypeScript cũng phải tuân theo một số quy định khi đặt tên. Đấy là tên biến và hằng phải là tập hợp các chữ và số. Tên biến hằng không được bắt đầu bằng số. Và quy tắc thứ 3, tên biến hằng không được chứa ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu gạch dưới và dấu đô la. Đây là một số ví dụ về cách đặt tên biến hằng đúng và sai. Để khai báo và định nghĩa biến và hằng ở TypeScript thì chúng ta có 3 từ khóa như sau, đó là từ let, var và const. Let, var thì dùng để định nghĩa và khai báo biến. Nếu ai học JavaScript thì đã quen thuộc với từ khóa var này rồi. Còn từ khóa let thì trong TypeScript mới hỗ trợ, trong JavaScript thì không. Constant là từ khóa để khai báo hằng. Biến ở trong TypeScript là có thể thay đổi được giá trị so với lần đầu khai báo. Còn constant hằng thì chúng ta chỉ được khai báo giá trị một lần, những lần sau không thể thay đổi được nữa. Và các cách định nghĩa và khai báo biến và hằng ở trong TypeScript rất là đa dạng để mọi người có thể học dễ dàng hơn. Nhất là định nghĩa với kiểu và giá trị. Và x1 2 chấm kiểu number bằng giá trị 1. Cách thứ hai là chỉ cần định nghĩa kiểu. Cách thứ ba không cần định nghĩa kiểu, chỉ cần giá trị. Cách thứ tư chỉ cần đặt tên. Như vậy là chúng ta đã hiểu qua về cách đặt tên và biến và hằng ở trong TypeScript. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hành. Và để thực hành thì tôi sẽ tạo mới một file mới có tên là biến và hằng .ts. Và tôi sẽ mở lên bằng Visual Studio Code. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên biến. Chúng ta sẽ gọi và x1 Ctrl S để lưu lại. Chúng ta sẽ vào command line có TSC biến và hằng. .ts Enter. Các bạn có thể thấy là đã biên dịch xong và không có lỗi. Như vậy cách đặt biến của chúng ta là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại với 1x Ctrl S. Và chúng ta lại chạy lại có lệnh biên dịch như trên. Các bạn có thể thấy là hệ thống biên dịch sẽ trả ra lỗi cho chúng ta. Chúng ta không thể để số ở đầu tên biến hoặc hằng. Tiếp theo, tôi sẽ thử một tên biến có chứa ký tự đặc biệt. Ctrl S lưu lại. Chúng ta sẽ chỉnh biên dịch để biên dịch lại. Và chúng ta có thể thấy là ký tự đặc biệt cũng không được. Tiếp theo, tôi sẽ khai báo một biến và hằng.
hợp lệ. Lần này chúng ta sẽ sử dụng từ khóa let x1 2.number bằng 1 constant b bằng 3.14. Chúng ta sẽ thay đổi giá trị của x1 bằng 2.7 pi bằng 3.0.7. Như các bạn cũng thể thấy là khi tôi gọi lại biến pi này thì hệ thống đã báo đỏ chúng ta là chúng ta không thể thay đổi được. Bây giờ chúng ta sẽ thử in ra console. console.log x1. Tôi sẽ copy lệnh ở trên, paste xuống dưới p của chúng ta. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem máy sẽ in ra cho chúng ta những gì. Chúng ta vào command line, chạy lại câu lệnh viết dịch. Đây, chúng ta không thể thay đổi được biến, không thể thay đổi được hằng. Vậy tôi sẽ comment đoạn này lại và chạy lại câu lệnh. Như vậy đã biên dịch thành công, không còn lỗi nữa. Và chúng ta sẽ thử chạy file biến vào hàng gf để xem kết quả trả về của chúng ta là gì. Đây, như các bạn có thể thấy là chúng ta đổi giá trị của biến thì biến in ra giá trị thay đổi ở đây, còn pi thì vẫn là 3.14 do chúng ta không thay đổi được giá trị của hằng. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài tiếp theo.